bên nhau các thứ nhưng tỏ tình bị từ chối. Kiểu bên nhau các thứ rồi đi ăn, đi chơi, đi xem phim nhưng đến lúc tỏ tình thì bạn nữ lại từ chối xong bạn chưa xác định á. À thì trời ơi, đấy là chuyện bình thường mà em, cái lúc mà em đang tán người ta á, thế chẳng em nhắn tin không à? Em tán người ta thì em cũng muốn là kiểu có cơ hội gặp ở bên ngoài để hai người xem có phù hợp với nhau hay không. Đúng, đúng. Đấy người ta gọi là giai đoạn tìm hiểu, bố có biết không ạ? Đấy gọi là giai đoạn tìm hiểu nhá. Không phải là cứ yêu nhau rồi thì mới đi xem phim, thì mới đi ăn với nhau. Đi cái lúc mà em đang tìm hiểu người ta, em muốn người ta với cả em có thời gian tiếp xúc với nhau để xem là có phù hợp hay không á, là em vẫn phải mời người ta đi ăn, đi xem phim. Đấy là em đang tạo cơ hội cho bản thân mình và cho người ta nữa. Nếu mà người ta cảm thấy là trong quá trình đi xem phim, đi ăn với em mà người ta không thích em thì người ta vẫn có quyền từ chối bình thường. Chứ bây giờ em lại kể cứ như là kiểu em bỏ ra, em cho người ta rất là nhiều, em cho người ta đi ăn, đi xem phim như kiểu yêu nhau rồi nhưng mà người ta từ chối em là người ta sai vậy á. Nếu mà sau như thế á, em tán gái em nhắn tin em đừng rủ đi đâu cả. Mất công nó từ chối rồi em lại tiếc nha. Chứ bây giờ mẹ yêu nhau các bạn tỏ tình phát nó đồng ý luôn, các bạn lại bảo người ta dễ dãi. Lại bảo người ta là dễ dãi nhưng mà người ta cần thời gian để tìm hiểu các bạn thì các bạn lại kêu là đi ăn đi chơi chán rồi xong rồi không yêu. Thế bây giờ đi ăn đi chơi chán rồi nhưng mà nó cảm thấy bạn không phù hợp thì nó vẫn không yêu đấy, làm gì được nhau. Hay nhở? Không, nhưng mà bạn ý cũng tỏ ra bọn em đang yêu nhau luôn mà chị ạ. À. Thì em phải thăm dò luôn từ đầu, đúng không? Thì có thể là bạn ấy thích mập mờ, ví dụ như là em có thể như là hỏi chơi thăm dò xem là bạn ấy có ý là yêu em hay không, hay là bạn ấy chỉ thích mập mờ thôi. Thì có thể là đối tượng mà em đang hẹn hò là cái gu của bạn ấy là mập mờ, tức là bạn ấy không muốn ràng buộc với em, cũng không muốn bước vào một mối quan hệ nào chính thức cả, mà bạn ấy chỉ muốn được có được những cái quyền lợi với cả những cái lợi ích khi mà mình mập mờ thôi. Ví dụ như là vẫn được đi ăn đi chơi, vẫn được nắm tay, vẫn được ôm hôn này kia, nhưng mà không có ràng buộc gì cả ấy, kiểu đấy. Thì có thể là cái đối tượng em gặp phải là như thế. Nhưng mà cái việc đi ăn đi chơi là bình thường, khi mà em muốn tìm hiểu một ai đấy thì là chuyện bình thường. Còn cái có thể là do em xui em gặp phải cái đối tượng kiểu vậy thôi. Còn hai người mà đã đi chơi xa riêng với nhau thì sao á? Thì tùy thôi, vấn đề là hai các bạn tự chấp nhận thôi. Các bạn chọn thì các bạn chấp nhận cái đấy chứ. Trong một mối quan hệ nó có nhiều thứ để nói lắm các bạn. Ví dụ như là bạn rủ người ta đi chơi xa chẳng hạn, bạn mời người ta đi du lịch chẳng hạn á. Tức là lúc đấy là hai người chưa có yêu nhau á, bạn phải chấp nhận cái việc là nếu có thể là người ta sẽ không yêu bạn. Còn nếu bạn nghĩ là chỉ khi nào yêu thì bạn mới đưa người ta đi chơi á, thì bạn nên rõ ràng luôn mẹ từ đầu đi để đỡ cái việc là bạn tiếc, bạn hiểu không? Nếu không hiểu mày ngu. Nếu mà bạn không muốn, mất không cái gì á thì bạn làm rõ nó luôn từ đầu. Còn nếu mà bạn cứ để cho nó mập mờ xong rồi bạn đưa người ta đi đây đi kia chẳng hạn ấy, xong về bạn người ta vẫn nghĩ là mập mờ thôi, thì về bạn lại than thì bây giờ lúc đấy thì đỡ được, lúc ấy xong rồi. Lúc ấy chịu rồi, không ai cứu được các bạn nữa, đúng không? Đó còn cái gì nhỉ? Đang tính nói cái gì quên mẹ mất rồi. À, mối quan hệ như thế thì vui á, không vui đâu em ạ. Mối quan hệ mập mờ nó chỉ vui cho đến khi một người chán rồi không muốn mập mờ nữa, còn người kia thì vẫn có tình cảm. Bao giờ cũng thế à? Bao giờ hai người mập mờ với nhau, ít trường hợp là cả hai cùng lúc hết tình cảm, hoặc là ít trường hợp là cả hai cùng lúc kiểu cảm thấy phù hợp với nhau sau rồi tiến đến tình yêu, thì nó ít. Đa phần là mình thấy là mập mờ là một người sẽ kiểu như là có thái độ dửng dưng thờ ơ, không muốn tiến đến tình yêu, còn một người còn lại thì lại yêu vãi luôn. Thế xong rồi là sau đấy là cái người kia đi, thế thôi bắt đầu chán hết vui rồi. Lúc ấy là hết vui rồi nhá. Lúc ấy là còn đau khổ nhiều á. Chị đang tư vấn tình cảm chỉ có thêm tuyệt vọng á. Chị nói đúng vãi cả đái ra còn gì nữa, đúng không? Các bạn tin vào tình yêu một cách mù quáng mới là tuyệt vọng nhá. Tại vì sao? Bởi vì là các bạn tin một cách mù quáng là các bạn sẽ không biết đường thoát, các bạn sẽ không tìm được đường lui, các bạn cũng không biết được là mình phải làm như thế nào, các bạn cứ đâm đầu vào, đấy mới là tuyệt vọng. Chứ còn mình khi mà mình nói rõ ràng ra là cái nào đúng cái nào sai á thì tuyệt vọng cái gì? Mẹ chân trời mới, ánh sáng như thế mà còn bảo tuyệt vọng nữa. Các bạn lao đầu vào một cách mù quáng mới là tuyệt vọng nha. Đúng, chị này đang giác ngộ các bạn đó. Hợp lý. Trong vòng 17 phút chị đã hủy diệt hơn 10 bạn mời các bạn tiếp theo á. Cái gì vậy? Muốn có người yêu cũng đừng yêu mù quáng. Chị ơi, muốn có người yêu thì làm thế nào á? Thì hạ tiêu chuẩn xuống hoặc nâng mình lên thôi em. Chứ sao giờ một là hạ tiêu chuẩn xuống, chấp nhận yêu những người mà không đẹp quá, không giỏi quá, không giàu quá đấy. Nhưng mà còn nếu mà không chấp nhận hạ xuống được thì phải nâng mình lên để mình yêu được những người mà đúng theo ý của mình. Nhưng mà có một cái quan trọng đấy là lòng tham của con người không bao giờ dừng lại cả. Nên là nếu mà không biết đủ thì kể cả là các bạn có tốt lên, các bạn đang 6 điểm, các bạn tốt lên 7 điểm thì các bạn vẫn sẽ nâng cái mức độ mình muốn lên á, nâng cái mức độ gọi là mong cầu của mình lên, ham muốn của mình lên, thì lúc đấy các bạn sẽ lại đòi hỏi tiếp rồi nào mới kiếm được người yêu luôn. Nhưng mà nếu mà các bạn kiểu biết mình là ai, biết mình ở đâu, biết mình cần cái gì á, thì các bạn sẽ rất là rõ ràng trong cái việc là tìm người yêu, không có gì hoang mang cả. Mình ví dụ nhá,
mình ví dụ đi, mình cũng lớn lớn rồi nhá, okay. Mình cũng lớn lớn rồi, mình không hoặc nói là mình luôn đúng đâu, nhưng mà mình cũng lớn lớn rồi thì mình cũng biết khá là nhiều rồi. Wow. Khi mà mình lớn rồi á thì mình rất là rõ ràng về cái việc là mong muốn của mình ở đối phương là gì. Đấy, mình rất là biết mong muốn của mình ở đối phương là gì á, thì mình không có bị lan man đâu. Ví dụ nhá, mình rất là tập trung vào cái việc là người ta có chân thành hay không, hay là người ta có trân trọng mình hay không, người ta có phải là người tử tế không. Còn ngoại hình mà không quá đẹp thì cũng không sao cả. Thế nên là khi mà mình biết mình muốn gì rồi á, đến lúc mà mình kiểu tìm đối tượng phù hợp với mình thì mình khá là đơn giản thôi. Ví dụ như là ai đấy mà tán tỉnh mình đi ấy, mà mình thấy người ta cũng đẹp trai, nhưng mà ví dụ như người ta không tử tế, thôi mình chả yêu đâu, mình cũng chả muốn yêu người như thế. Bởi vì là đến cái lúc mà nó không đâu vào đâu, mệt lắm. Mình biết là mình muốn gì mà, với cả mình biết mình muốn gì nên là mình cũng không có vội á. Khi nào mình tìm được cái người mà phù hợp với mình á thì mình sẽ yêu, chứ mình không kiểu thấy người này thấy người này có cái này cũng ok đấy, có nên yêu không nhỉ, thấy người kia cũng ok đấy, có nên yêu ông ta, kiểu các bạn sẽ bị phân vân ấy. Mình thì không phân vân đâu, mình cảm thấy không phù hợp cái là thôi luôn, mình cũng không kiểu cố, hay là mình cũng kiểu không kiểu là mình phải thôi, mình chấp nhận đi, miễn là có người yêu là được, là mình không như thế. Mình nghĩ là mình cần hạnh phúc thôi, thì một mình hay là hai mình hay mấy mình thì miễn sao mình cảm thấy vui là được. Chứ còn nếu mà mình hai mình mà mình không vui thì thôi, thế yêu để làm gì? Đúng này. Chị ơi, bình thường em toàn nói dừng lại giờ thì họ nói dừng lại, em nói rất nhiều về việc kia họ cũng chấp nhận quen em mà giờ thì họ lại á. Ôi vãi cả đái, em có biết được là kể cả người ta có yêu mình đến mấy đi chăng nữa nhưng mà mình hờ hững, mà mình kiểu như là mình cứ hở ra cái là mình lại nói dừng lại thì cũng không ai có người ta chấp nhận mãi được. Em không thấy em vô lý à? Bây giờ người ta còn nói dừng lại một lần thôi mà em đã như thế rồi, thế em có nghĩ là bình thường em nói dừng lại thì người ta sẽ cảm giác như thế nào không? Em không biết đặt mình ở vị trí của người khác. Với cả thêm một cái nữa đấy là chị thấy bạn đấy đủ, bạn đấy kia, bạn đấy chắc là cũng đã quá sức chịu đựng rồi. Cứ hơi tí là em đòi dừng lại đấy kia, bạn đấy chán rồi, giờ bạn đấy nghe nhiều, bạn đấy chán rồi. Giờ bạn ấy chấp nhận dừng lại thôi. Thì những người mà khi mà người ta đã chịu đựng đủ lâu rồi á, thì khi người ta quyết định thì cái quyết định của người ta rất là cứng rắn và rất là khó để thay đổi. Thì chị nghĩ là bạn ấy cũng xứng đáng để được ra đi rồi. Chứ còn ở bên cạnh em có vẻ không hạnh phúc đâu. Đến bây giờ sau khi người ta đã nói ra như thế rồi mà em vẫn không hiểu ra là em mới là người sai. Em vẫn không hiểu ra là em đã tồi tệ với bạn ấy như thế nào. Em vẫn nghĩ là người ta mới là người sai thì bạn ấy nên đi là đúng rồi á. Emotional damage. Chỉ nên cố gắng thì người xứng đáng thôi. Nếu phát hiện mình là người thứ ba thì đi thôi bạn ơi. Phát hiện mình là người thứ ba thì mình dừng lại thôi. Chứ bây giờ, chứ bạn định làm gì? Bạn tranh gọi slot chính thất hay sao? Ngu dốt. Với cả vấn đề là ấy, thực ra thì nếu mà bạn biết mình là người thứ ba ấy, tại sao bạn nên dừng lại? Một, đấy là bạn chưa chắc bạn đã có thể tranh cái slot chính thất được. Thứ hai là nó không đáng, bởi vì sao? Bởi vì là đối với một người mà đã phản bội, đối với một người mà đã bắt cá hai tay, nó không có giá trị, không có tốt đẹp đến cái mức mà bạn phải gọi là hy sinh bản thân mình để bạn gọi là cướp người yêu của người khác hay bạn gì đấy. Nói chung là nó không đáng, thì mình nên rời đi thôi. Mình nghĩ là cái lý do lớn nhất đấy là mình không đáng. Đấy là cái người đấy không đáng thì mình phải làm như vậy á. Không đáng thì mình gọi là mình tiếp tục á, hay là mình làm gì cả. Đừng có vì đứa rời ơi đất hỡi trên trời rơi xuống mà thờ nó trên đầu các bạn nha. Rời ơi đất hỡi mà không nên vì những cái thằng mà nó phản bội, những cái thằng mà nó bắt cá hai tay, những cái thằng mà nó không có chân thành. Tức là mình chỉ nên cố gắng vì một người tốt thôi, chứ còn cái người mà đã bắt cá hai tay, cái người mà đã kiểu yêu lúc nhiều người thì tại sao mình lại phải cố gắng rồi các bạn? Mình không biết tại sao luôn. Nói chung là mình rõ ràng lắm. Ví dụ như là đấy, trong cái trường hợp đấy, ví dụ mình thích một người nào đấy, mình rất là thích người ta, mình rất là yêu người ta, nhưng nếu mình phát hiện ra là người ta bắt cá hai tay, hay là người ta phản bội mình, hay là người ta có người khác như thế nào á, bình thường trong cuộc sống mình là cái đứa rất là ít bỏ cuộc, và mình là cái đứa mà kiểu rất là gan lì, rất là kiên nhẫn ấy. Mình sẽ kiên nhẫn, rất là kiên nhẫn, nhưng mà người đấy mà không xứng đáng để mình cố gắng thì mình sẽ không cố gắng nữa. Ví dụ như là người đấy là một người mà chưa có sự nghiệp, chưa có tiền bạc, chưa có tương lai, ý là kiểu hiện tại người ta chưa có gì cả, hay là ví dụ như là mình với người ta ở khoảng cách quá xa, hay là gặp một số vấn đề gì đấy trong chuyện tình cảm, nhưng mà đấy là một người rất là chân thành và mình rất là yêu á, thì mình sẽ cố gắng để loại bỏ những cái đấy. Ví dụ như là mình có thể support người ta, hai người cùng cố gắng để xây dựng sự nghiệp, hay là mình ví dụ gia đình không thích thì hai người có thể cố gắng để chứng minh cho gia đình thấy là hai người có thể ở bên cạnh nhau được, hay là gặp một số vấn đề khác ở bên ngoài thì ok, sẵn sàng nha, mình sẽ sẵn sàng để cố gắng. Nhưng nếu mà gặp vấn đề về cái việc gọi là phản bội á, về cái việc chung thủy á, mà người ta có người khác á, không có lý do gì để mình cố gắng cả, nó không xứng đáng nữa ấy các bạn. Quan trọng là người ta có xứng đáng để mình cố gắng hay không. Mình là cái đứa mà sẽ
sẽ như thế đấy, là cái việc là nếu mà xứng đáng thì mình sẽ cố gắng hết sức luôn. Chị ơi, cái thằng con trai mà mặc dù biết bị cắm sừng hoặc người yêu lăng nhăng mà vẫn quay lại thì có còn thuốc chữa không á? Thì là bạn đấy chưa có đủ mạnh mẽ thôi, chưa đủ mạnh mẽ để dứt ra được thôi. Vẫn còn u mê, vẫn còn cảm thấy cái cảm giác quan trọng hơn, bạn ấy chưa nhìn nhận vấn đề nó khách quan, cả bạn ấy sẽ chiều chuộng cái cảm xúc của mình á. Mình nghĩ là cái tính kỷ luật của mình là một trong những cái lý do mà khiến cho mình kiểu dứt khoát, khá là dứt khoát luôn. Mình không dễ chiều chuộng cảm xúc của mình đâu. Trong tất cả mọi thứ luôn á. Ví dụ như là mà bình thường các bạn kiểu hơi mệt cái là các bạn nghỉ đúng không? Các bạn làm việc hay các bạn học hành chỉ cần hơi mệt cái là các bạn nghỉ. Hôm nay trời lạnh tí là cũng không muốn làm việc. Hôm nay gọi là mưa cái là cũng không muốn ra đường. Ví dụ như là mình cũng đã lên lịch để mình đi tập gym các kiểu rồi nhưng mà trời mưa cái là mình cũng không muốn đi. Tức là các bạn rất là dễ kiểu như là thay đổi cái lịch trình của các bạn hay là thay đổi những cái kế hoạch của các bạn nếu mà có cái gì đấy xảy ra ấy. Tức là cái kỷ luật của các bạn nó không có, thì đến cả chuyện tình cảm nó cũng thế thôi. Thì khi các bạn yêu á, người ta làm tổn thương các bạn, người ta kiểu như là người ta không tốt với các bạn biết được đấy là người không tốt rồi. Nhưng bởi vì cái cảm xúc của các bạn lúc đấy dâng lên, các bạn rất là muốn gặp người ta, rất là muốn nói chuyện với người ta, thế là các bạn cũng gặp cũng nói chuyện luôn. Cái kỷ luật nó sinh ra, nó được thiết lập xong rồi nó sẽ có tác dụng với tất cả mọi thứ luôn ấy, kể cả công việc, kể cả học hành, rồi kể cả là trong cuộc sống của mình, rồi trong chuyện tình cảm luôn. Mình không phải là mình không biết yêu đâu, mình vẫn biết yêu. Cái lúc mà mình chia tay mình vẫn rất là buồn nha. Cái lúc mà mình chia tay xong mình vẫn rất là buồn, nhưng mà cái kỷ luật của mình nó rõ ràng lắm. Mình biết là nó không tốt, mình không nhắn tin cho người ta, mình cũng không trả lời tin nhắn của người ta, mình cũng không dây dưa làm gì cả, bởi vì mình biết là mình phải làm thế. Và mình không nuông chiều cảm xúc của mình. Lúc đấy mình buồn, lúc đấy mình cũng muốn trả lời tin nhắn, lúc đấy mình cũng muốn gặp đúng không? Nhưng mà bởi vì mình biết là không được như thế, mình không làm. Đấy, nên là cái kỷ luật nó rất là quan trọng. Nhưng mà cái đấy nó kiểu nó cần được xây dựng trong cuộc sống, trong cuộc sống hàng ngày rồi, bình thường rồi, chứ không phải là các bạn chờ đến cái lúc đấy các bạn mới làm được, nó không làm được đâu. Nếu mà bình thường các bạn không có kỷ luật thì đến lúc các bạn buồn phát là các bạn nuông chiều cảm xúc của bản thân ngay nha. Mình là cái đứa sẽ không thể nuông chiều cảm xúc được, bởi vì như thế nó sẽ có hại nhiều hơn là có lợi ấy. Nên là mình nghĩ đấy là một trong những lý do, chứ không phải là mình là cái đứa sống vô cảm hay gì đâu. Nó chỉ là cái kỷ luật thôi. Nên là mọi thứ trong cuộc sống nó bổ trợ cho nhau đấy, chứ không phải là cứ nói là đến cái lúc đấy là mình làm được đâu. Không phải đâu. Cách tán người đã có người yêu á. Ôi chị chịu nhá, chị không bao giờ tán người có người yêu cả nên chị không biết. Đấy, cái kỷ luật của mình cũng như thế. Mình biết là mình sẽ không bao giờ tán người có người yêu rồi. Nên là đến lúc mình gặp một người, kể cả là mình thích đi chăng nữa, mình thấy ngon quá trời đi chăng nữa, nhưng mà là của người khác rồi thì mình cũng không dây vào ấy. Đấy là cái kỷ luật đấy. Tiếp tục cũng không được mà bỏ cũng không được á. Tại sao lại không được? Được. Được nhá, bỏ được. Đấy, em cứ nghĩ là bỏ được nên là em sẽ bỏ được, chứ còn em cứ nghĩ là tiếp tục không được, bỏ cũng không được. Đấy là em nghĩ như thế, chứ ai bảo em là không được. Em bỏ thì chết à? Không chết được. Em bỏ đi chứ không chết người. Em không chết mà người ta cũng không chết nha. Bỏ được, thậm chí là bỏ đi xong em còn có cơ hội tìm người mới nữa. Em nghĩ là không là chết thôi, chứ làm gì có chết. Chết sao được, chết ai. Đúng này, tất cả đều đúng. Đúng. Hi.